Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Bo đây. Hôm nay mình sẽ lắp một bộ Lego là bộ đồ Minecraft nha các bạn. Đây à. Đấy, toàn với cái bảng Minecraft. Có bộ Lego đây tên là Minecraft Jungle Cabin. Jungle cũng nghĩa là rừng, cabin cũng nghĩa là một cái khách sạn cabin. Còn Minecraft là thế giới của mình. Đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ ra. À đây, có rất có ba kiểu lắp nha các bạn. Đây là cái lắp thứ nhất thì nó thay đổi hoàn toàn. Ủa đi ra. Cái lắp thứ hai thì nó cũng như thế thôi, nhưng mà cái lắp thứ ba nó giống cái thứ hai một tí nhé các bạn. Đây này các bạn thấy hai cây này không? Đấy, cái lắp thứ hai thì nó để cái cây ở đây, nhưng mà cái lắp thứ ba nó kiểu cho cây lên đây. Các bạn không biết mình lắp kiểu nào đâu, mình sẽ lắp cái kiểu thứ ba, tại nó đẹp. Vâng, hình 3 này, không phải hình 2. Đây các bạn, đây hình 3 này các bạn. Vâng, hình 3 đấy. Và các bạn ơi, lật ngược lại thì mình sẽ thấy ở đây có từ 6 people, có nghĩa 6 người là một con heo piglin này. Và có 6 người chơi, à có 5 người chơi các bạn. Đây cũng là người chơi nhưng người ta chỉ cho skin là con heo piglin thôi. Các bạn, đây là con lợn, đấy cái con cừu này. Bây giờ mình sẽ lắp nha. Các bạn bây giờ sẽ mở ra nhá. Ui dồi, người ta còn cho cả màu trắng bên trong nữa các bạn ạ. Mở ra. Và đây là cái túi rất to. Những con người Lego của mình đúng nhất rồi. Đây, một cái túi thì rất là to. Có cả, mình đã chưa gì ấy nhìn thấy tờ giấy hướng dẫn rồi. Mình chưa nhìn thấy người rồi các bạn ạ. À mình có kéo rồi. Ha ha ha. Không cắt được. À các bạn, đây là cái mở Lego nha các bạn. Con người để lắp. Đây, ok đến. Đây là hai cái từ để lắp theo hai cách nha các bạn. Rất nhiều cách khác nhau để lắp. Cũng có hai cách à? Cái này là thiên nhiên. Phấn hoa và lá. Mình sẽ đổi ra. Đất. Các bạn ơi, người. Các bạn ơi, mình bảo này. Thì ở đây có cả người nữa thì người rất là dễ, thì mình sẽ cho em gấu lắp cho các bạn. Bây giờ sẽ cất cái này đi và cho em gấu lắp. Đấy, gấu lắp đi. Rất nhiều Lego. Bố, cho em gấu lắp nữa. Mình sẽ lắp người trước nha các bạn nha. Chính lắp một con nhá. Ok. Ha. Các bạn ơi, đây là sau khi em gấu lắp xong nhá. Thì lấy rất nhiều con, mỗi đứa cầm vũ khí. Đây là hai thằng này cầm nó cầm cuốc. Hai nhân nhau ấy. Và hai thằng cầm cung, và một thằng cầm lưỡi hái, và một thằng cầm đao nha các bạn. Các bạn nhìn cửa hai nhân nhau ấy. Đây mình sẽ đọc tên của nó. Con này tên là Piglin. Nó thằng sống ở dưới địa ngục. Các bạn, mình sẽ đặt tên cho con này là con. Còn mấy thằng này thì mình cũng biết tên. Thì cứ đọc cái áo của màu nó đi. Thằng này thằng màu trắng, thằng này thằng màu cam, thằng này thằng màu xám, thằng này thằng màu xanh. Không nhân đặt thằng màu đỏ các bạn đây. Cầm cung nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp nha các bạn. Get go. Hình 1 là mình sẽ cần 3 cái hình vuông 10x10. Ha. Các bạn ơi, đây là hộp Lego mà bố mình đã làm ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra. Trong đây sẽ có rất là mảnh to, phần mảnh to dính kia. Ít thế. Đây là cái sàn nhà. Đúng rồi, cái sàn nhà. Ôi giời, cũng nhiều ấy. Đây là mấy cái lá hoa như các bạn. Thành màu, thành có cả đầu cừu. Ừ.
khổ quá. À đây, đây là những loài hoa nha các bạn. Ô, thành loài hoa. Mình nghe thấy cái đầu cừu với đầu lợn rồi các bạn. Nghe còn ăn ngược. Kêu ngay hết, còn mỗi cái này. Đây là cái cuối cùng. Yeah, let's go. Đây là một, đây là khi mình đổ hết Lego nha các bạn. Rất là nhiều. Có cả mảnh lớn, mảnh to và mảnh nhỏ. Bây giờ mình sẽ lắp. Hình một là mình sẽ lắp kiểu như thế này. Một cái này, hai này. Các bạn ơi, đây là hình một nha các bạn. Hình hai thì các bạn ơi, đây là thành quả mình khi lắp xong nha các bạn. Nhìn này, nó đẹp chưa? Đấy, có cả heo, cừu, năm con người và ba cái cây. Có cả một hồ nước. Đây các bạn này, nó chảy xuống này. Đấy, trong đây có cả nhà cơ đây này. Các bạn này, đây này, cầu thang này. Đấy, xong đi vào nhà ngủ. Các bạn nhìn á, thay cầu thang luôn. Thay cầu thang kia bạn mình thích thì thôi. Đấy, chị Như. Đấy, và có 5 thằng người. Một thằng người đứng lên đây cầm cung, một thằng thích cầm cái cuốc để làm trồng trọt. Thằng ấy cũng thế. Hai thằng cầm cung và một thằng cầm đao trên đây. Đấy, rất nhiều thằng. Để thằng cầm đứa hái này. Thôi, video cũng đây là dài rồi. Nếu thấy các bạn nếu các bạn thấy hay thì cho mình một nút like, một đăng ký, một nút subscribe nha. Còn đây, bye bye. Chúc